Hi, welcome back. Xin chào mấy bạn. Hôm nay chúng ta lại tới với cái series mà 10 câu tiếng Anh không dùng ngữ pháp với thầy nhà bạn không dùng ngữ pháp. Và trong video á có sử dụng mày và tao để cho nó thân thiện nhất, để cho nó gần gũi nhất trong cuộc sống của chúng ta. Let's get started, baby. Ê, xin lỗi nha, tao tới trễ. I'm sorry, I'm late. I'm sorry, I'm late. I'm sorry I'm late. I'm sorry I'm late. Từ này phát âm sao mày? How do you pronounce this? 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 À, em ơi, anh có thể ngồi ở đây không ạ? Can I sit here? 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 Nhanh lên mọi người ơi. Hurry up. Everyone, hurry up. Hurry up. Hurry up. Anh rất là mong chờ được làm việc chung với em. I'm looking forward to working with you. I'm looking forward to working with you. Nhưng mà cái mặt em phải gọi là niềm nở hơn nha em. I'm looking forward to working with you. I'm looking forward to working with you. Khi bạn lần đầu gặp người ta mà có người kể cho bạn nghe về người ta rồi đó, thì bạn sẽ nói là à, anh nghe về em nhiều lắm rồi nha. I have heard a lot about you. I've heard a lot about you. I've heard a lot about you. I've heard a lot about you. Ê, gặp anh ở đây vui thiệt đó nha. It was nice to meet you here. It was nice to meet you here. It was nice to meet you. It was nice to meet you. Khi mà bạn quen người đó trên mạng lâu lắm rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên bạn gặp người đó ngoài đời. Rồi nè, thì bạn nói, ê, tôi rất là vui khi cuối cùng cũng được gặp anh ở ngoài đời, đúng không nè? It's great to finally meet you in person. Hey, it's great to finally meet you in person. Thì người ta sẽ rất là vui ha. Okay. It's great to finally meet you in person. It's great to finally meet you in person. Khi người ta giúp đỡ bạn rất là nhiều thì bạn có thể nói là bạn thật là tốt bụng. It's very kind of you. Very kind of you. It's very kind of you. It's very kind of you. It's very kind of you. Câu cuối cùng cho ngày hôm nay, mày muốn cái gì? What do you want? Em muốn cái gì? What do you want? Anh muốn điều gì nè? What do you want? What do you want? What do you want? Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem video này. Hy vọng video này giúp cho các bạn luyện được cái thằng speaking một chút trong cuộc sống của chúng ta. Nếu mà các bạn thích, hãy đăng ký cái kênh thầy Slim. Nhớ đăng ký kênh thầy Slim. Và nhớ nếu mà các bạn thích video quá thì hãy donate cho thầy qua cái Momo hoặc là Techcombank. Hy vọng video giúp được cho các bạn. See you next time.